Ok nhá, thì hàng tuần ấy thì mỗi tối thứ sáu mình sẽ làm những cái buổi voi, những cái buổi zoom để giao lưu với tâm sự với anh em. Anh em có thể là hỏi về những tips kỹ thuật, hỏi về những kinh nghiệm, những trải nghiệm của mình đã trải nghiệm ở trong cái thị trường này, hoặc là anh em có thể hỏi bất cứ những cái gì nhưng mà nó phải hợp lý nhá, anh em đừng hỏi linh tinh nhá. Về cuộc sống này, về tâm sự hay là về những cái gì đó anh em muốn hỏi cái gì đều ok hết nhá. Thì đầu tiên mình có cho anh em cái form để anh em điền câu hỏi ấy. Thì ở đây mình có nhận được là 17 câu. Thì mình sẽ chọn ra những câu hỏi hay nhất ở trong cái form này để mình trả lời cho anh em trước nhá. Hello hello, mình sẽ dành khoảng tầm 10 đến 15 phút đầu để mình sẽ giải đáp những cái câu hỏi ở trong form cho anh em trước. Rồi từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 20 trở đi thì mình sẽ bắt đầu giải đáp những câu hỏi, anh em sẽ chat ở trên trên Zoom nhé. Hello Đức Minh, hello mọi người. Hello 205 anh em. Được không? Được không anh em? Mình sẽ giải đáp những câu hỏi ở trên form trước nhá. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Khôi Nguyễn này. Làm thế nào để một ngày kiếm được 100 đến 200 u xếp vốn nhỏ? Bạn với câu hỏi của bạn Khôi Nguyễn này thì mình câu hỏi của bạn chưa rõ ràng một 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 chút nào. Ví dụ như vốn nhỏ là vốn bao nhiêu? Rồi với mục tiêu là 100 u đến 200 u một ngày ấy, thì sẽ là target bao nhiêu phần trăm của bạn? Đó. Ví dụ như với như vì mình lấy ví dụ đơn giản nhé, ví dụ vốn anh em một vốn của anh em là 1.000 đô chẳng hạn, target của anh em ấy là khoảng tầm từ 1 đến 2% một ngày, thì tức là tương đương khoảng tầm bao nhiêu nhỉ, khoảng 20 u, 10 đến 20 u một ngày đó. Thì anh em cần phải lập cho mình một cái bảng kế hoạch rõ ràng ra, anh em muốn với số vốn hiện tại anh em đang có, anh em sẽ target là một ngày bao nhiêu phần trăm số vốn, và một tháng anh em sẽ muốn là target là được khoảng bao nhiêu đó. Với cái số vốn mình bỏ ra, cần phải cho mình một cái plan rõ ràng, cần phải cho mình một plan rõ ràng về lợi nhuận cũng như là thua lỗ. Ví dụ một ngày là mục tiêu của mình là mình kiếm đâu 100 u chẳng hạn, với số 1.000 đô, tức là 10% một ngày, 10% một ngày với anh em sẽ lập cho mình một cái kế hoạch nữa là với mỗi lệnh anh em đi sẽ là đi bao bao nhiêu vol đó, và đòn bẩy của những vol đó sẽ là như thế nào. Anh em chỉ cần là làm cho mình một cái file Excel ấy, tính rõ cái đấy ra, thì anh em sẽ có cho mình một cái plan rõ ràng, anh em đi theo cái plan đó thôi. Còn hỏi hỏi nếu như mà chỉ hỏi đơn thuần như này thì mình sẽ rất là khó trả lời, rất là khó trả lời. Ví dụ như bản thân mình chẳng hạn, thì một ngày mình chỉ target là kiếm khoảng tầm 1% tài khoản thôi, một tháng mình kiếm được 30% tài khoản là đã là lợi nhuận rất là khủng rồi đó. Thì với số vốn là 100 đến 200 u một ngày ấy, với cái số vốn nhỏ thì mình nghĩ là khó lắm. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo này, chờ mình chút để mình nhốt xem có những câu hỏi nào hay nhá, mình sẽ đọc câu hỏi đấy lên và sẽ giải đáp cho anh em. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyên Trần, admin có thể chia sẻ cách vẽ điểm entry, stop loss và target của một đồng coin bất kỳ không ạ? Cái để mà tìm một điểm entry, stop loss và target, anh em cần phải chỉ rõ ra là mình đang đang đánh theo trường phái nào nữa. Nếu như mà trường phái spot thì nó sẽ khác với cả trường phái margin future. Trong trong margin future ấy thì cái điểm entry thường thường là thường trong future là mình sẽ cần phải tìm điểm entry đẹp nhất. Sau đó là cái stop loss kỳ vọng. Stop loss kỳ vọng thường thì cái stop loss này nó sẽ nằm ở cái vùng
cái thường thường cái điểm entry nó sẽ nằm ở cái vùng hỗ trợ. Ví dụ anh em long chẳng hạn, tìm một tìm tìm điểm để vào một lệnh long chẳng hạn, thì thường cái điểm entry nó sẽ nằm ở cái vùng hỗ trợ, và cái stop loss nó sẽ nằm ở cái vùng đáy đáy của cái phần dâu, hoặc là đáy của vượt qua cái vùng hỗ trợ một chút đó. Và thường thì target ở trong một lệnh future ấy thường sẽ là tùy mồm, bởi vì anh em cứ hiểu ấy là mình khi mà mình chơi future thì thường anh em ở đây đang chơi thường là bằng vốn mình đang có, bằng vốn ví dụ như là ví dụ như bản thân của mình chẳng hạn, hay bản thân như anh Châu chẳng hạn, hay là bản thân anh T chẳng hạn, thì đã tham gia thị trường rất là lâu rồi và cũng đã kiếm được tiền từ cái thị trường này rồi. Vậy nên ấy là khi mà tham gia ấy, thì mình sẽ thường bỏ cái phần lời, bỏ một phần phần nhỏ của cái tiền lời vào để mình chơi. Vậy nên là khi mà mình đánh ấy, mình sẽ không bị cái tâm lý là tiền gốc là cái thứ nhất. Ủa, mọi người có nghe thấy mình nói gì không? Ok, mình nói tiếp nhé. Thường ấy là mình chơi ấy, là mình đang sử dụng cái tiền lời, đang sử dụng tiền lời. Còn đa phần anh em chơi thì đang đang là số tiền vốn mình làm ở bên ngoài, mình ghép vào thị trường và mình mong muốn kiếm được tiền từ cái số vốn đó. Anh em có hiểu không ạ? Thì thường trong một lệnh future thì chúng ta thường hay đánh một cái số vốn là số vốn vừa phải và số vốn nhỏ, và khi mà đánh thì thường anh em sẽ đánh đòn bẩy lớn. Vậy nên ấy, anh em cứ hiểu ấy là để mà gồng được lệnh future có target rõ ràng thì thường nó sẽ rất là khó, bởi vì anh em cứ hiểu là nó chỉ cần giật một vài giá đến một vài chục giá thôi là đã phần trăm nó đã thay đổi rất là nhiều rồi đó. Vậy nên mà để mà gồng được lệnh đến cái target ở trong một lệnh future thì thường nó sẽ khá là khó nếu như anh em đánh với đòn bẩy lớn. Anh em có hiểu không ạ? Thì ví dụ như ở trong trong câu hỏi của bạn ấy là làm thế nào để vẽ được điểm entry, stop loss và target, thì ví dụ như ở cái chart hiện tại của mình chẳng hạn nhé, bình thường anh em đánh ấy là anh em thường đánh ở trong cái khung nhỏ, anh em đánh ở trong cái khung nhỏ, bởi vì sao? Bởi vì anh em thường đánh cái đòn bẩy lớn là x10, x15, x20 thì anh em thường sẽ đánh là từ M5, M15, đôi khi là một cả M3 nữa. Thì ví dụ trong cái trường hợp như này chẳng hạn này, chúng ta sẽ phân tích là ở trong xu hướng dài chẳng hạn, ví dụ như trong xu hướng dài của con này ở H1 chẳng hạn, thì nó đang là xu hướng tăng đó, xu hướng tăng thì bắt đầu anh em sẽ mở những cái khung nhỏ hơn, mở khung những khung nhỏ hơn. Ví dụ trong trường hợp này chẳng hạn M5 chẳng hạn nhé, mình thấy này, thứ nhất là cái EMA cross thỏa mãn cái điều kiện là sóng này chẳng hạn của mình sẽ đợi nó chỉnh xuống, mình sẽ đợi nó chỉnh xuống, chỉnh về quanh ở cái vùng hỗ trợ gần nhất, mình sẽ vào một lệnh long đó. Thì với trường hợp như này mình sẽ vào lệnh như thế nào? Điểm entry của mình ấy là vùng hỗ trợ gần nhất, đây là vùng hỗ trợ của nó này, vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là có phải là cái vùng này không? Đó. Đây là vùng hỗ trợ tiếp theo của nó. Thì việc của anh em là gì? Anh em sẽ đợi nó chỉnh về cái vùng hỗ trợ gần nhất này, hoặc hoặc là đẹp nhất ấy là đợi về cái vùng stop loss. Thì anh em làm cho mình lệnh long, và chúng ta sẽ stop loss khi mà nó thủng qua cái vùng hỗ trợ này. Đó, thủng qua vùng hỗ trợ này. Và cái target ấy thì anh em cứ hiểu là bình thường mình đánh future thì nếu nó pom đâm như vậy rồi, vậy nên là anh em cứ chốt tùy mồm thôi. Mình sẽ khó cái việc là gồng đến target nhiều hơn, bởi vì nó khác, đánh future nó khác với spot. Nó chỉ cần là bình thường trong một sóng ấy, nó sẽ không phải là nó sẽ lên ngay mà nó sẽ còn phải chỉnh nữa. Ví dụ trong trường hợp này anh em long ở một lệnh ở đây chẳng hạn nhé, vào lệnh ở đây chẳng hạn, lên đây anh em không chốt nó lại chỉnh về đúng cái vùng entry của anh em luôn. Ví dụ như trong trường hợp này chẳng hạn này, chỉnh đúng về entry của anh em luôn, thì mình sẽ có một cái bị tâm lý đó là sợ nó sẽ thủng, nó sẽ quay đầu lại. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ trong trường hợp này chẳng hạn này là giá vẫn đang dưới đường EMA 34, dưới EMA 89, thì anh em vẫn sợ là nó có thể nó sẽ đung mất và anh em sẽ mất profit, nên thành ra anh em sẽ không thể nào mà gồng được, anh em sẽ không thể gồng được đến cái target. Giữa anh em có thấy cái kháng cự ở vùng này chẳng hạn,
anh em đã không thể gồng lên được gần đây. Thế nên là ở khi mà cho kèo ấy, mình anh T hay anh Châu ấy cũng thường cho anh em kèo thì thường hay nói là take profit tùy mồm là như vậy. Còn trong support thì lại khác. Trong support thì bởi vì ấy, là cái biên độ giá của nó là đúng, nó là real 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 price, tức là sao, tức là ví dụ như anh em đo chẳng hạn, anh em đo chẳng hạn là trong từ cái entry này lên cái take profit này nó có 2% thôi, mà đánh support mà 2% này thì nếu như mà vào lệnh 1.000 đô, 2% thì anh em mình kiếm có 20 u à, nó thế là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái việc cái tâm lý của anh em khi anh em gồng lệnh. Còn khi mà gồng là lệnh future ấy và một lệnh x10 mà 2% là lỗ mất 20% rồi đó, nếu mà tụt xuống 2% là lỗ 20% rồi đó, thì là cái tức là cái cảm giác rồi rồi cái tâm lý khi mình vào lệnh nó cũng sẽ khác nhau. Ok chưa, anh em hiểu cái câu hỏi đấy chưa? Điểm entry, điểm stop loss và điểm take profit. Thì entry stop loss thì chúng ta sẽ tìm những cái kháng cự và hỗ trợ gần nhất. Đó, kháng cự hỗ trợ gần nhất. Rồi take profit thì chốt tùy mồm thôi. Take profit thì anh em cũng thường là cũng cũng tìm những cái điểm kháng cự đó, ví dụ vào lệnh ở đây chẳng hạn này. Thì cái kháng cự tiếp theo mình thấy là kháng cự ở vùng này là 21K6 này, ví dụ vào 21K5 chẳng hạn. Kháng cự đầu tiên là 21K6 này. 21K6 này. Kháng cự tiếp theo là 21K684 này. Đó. Kháng cự tiếp theo là vùng trên này. Đó. Thì anh em gồng được lên đến cái vùng kháng cự nào thì anh em sẽ chốt lời ở vùng vùng đó. Tiếp theo câu hỏi tiếp theo của bạn là Vinh My 30 này. Anh có thể cho swing trong future ở giai đoạn này được không? Tại mình thấy thì mình không có kiến thức để đánh scalping. Đối với câu hỏi này của bạn Vinh ấy thì mình khuyên bạn một câu này là nếu như mà bạn xác định vào thị trường này để kiếm tiền và kiếm tiền với future thì bạn nên dành cho mình cái thời gian nhiều nhất có thể để bạn có thể trang bị được kiến thức cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, trong một sóng tăng hoặc một sóng giảm thì luôn có những ở trong tăng ở sóng giảm ở khung lớn thì luôn có những sóng tăng hoặc sóng giảm ở trong khung nhỏ. Thường thì những lệnh swing thì chúng ta sẽ đánh ở trong những khung lớn như khung M30, H1, H4, có khi là khung ngày, khung tuần luôn. Vậy nên ấy, để mà mình có thể đánh được, mình có thể là vào được lệnh ở trong swing thì chúng ta cần phải có kiến thức để chúng ta bắt được những cái điểm entry đẹp, những cái điểm entry đẹp, những điểm stop loss đẹp ở trong những cái vùng khung nhỏ. Đó, trong những vùng khung nhỏ. Vậy nên ấy, là cái việc cho lệnh thì nó đơn giản, nhưng còn cái việc là anh em vào có giá có đẹp hay không, anh em có gồng được hay không, rồi vốn của anh em có ảnh hưởng đến cái tâm lý, rồi cái mức lợi nhuận mong muốn mà cái kèo đấy đạt được anh em thì có đủ thỏa mãn anh em hay không. Đó, nó còn có rất là nhiều yếu tố. Nên trong future thì thường mình khuyên anh em là nếu như mà chơi thì nên 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 chơi một số vốn nhỏ, và chơi thì đánh theo scalp, đánh lệnh theo trong ngày thôi. Future nó khác ở bên spot một cái là khi anh em vào lệnh là anh em sẽ mất rất là nhiều loại phí. Phí vào lệnh này, phí mở lệnh, đóng lệnh nhá, rồi phí funding này, rồi chưa kể nếu như mà anh em mà bị thanh lý ấy, nó còn tính thêm cả phí thanh lý nữa. Đó, rất là nhiều loại phí. Support thì anh em chỉ có là phí mua và phí bán thôi, nó sẽ khác future rất là nhiều. Với cả trong thời điểm hiện tại này thì mình thấy lệnh swing thì vẫn chưa 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 phải lúc, bởi vì là như cái sóng thường thì lệnh swing sẽ chơi theo khung khung tháng, tức là một lệnh sẽ hold là trong vòng ít nhất là phải từ 1 tháng trở lên thì đấy người ta gọi là swing. Còn như hiện tại thì mình thấy chưa thể có những cái lệnh swing cho anh em chơi được. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Xuân Tú này. Cách quản lý vốn hiệu quả khi chơi future để có profit. Ok, câu hỏi này cũng khá là nhiều nhiều anh em đang gặp phải. Đối với bản thân mình nhá, mình sẽ nói cái kinh nghiệm của bản thân mình. Rồi anh em có những cái thắc mắc gì hay là có những chỗ nào chưa hiểu thì anh em cứ nốt lại nhé, xong một tí chúng ta sẽ giao lưu ở trên khung chat nhé. Thì với bản thân mình ấy, ví dụ mình tham gia future với số 4.000 đô, một ngày ta
target một ngày của mình ấy sẽ là khoảng tầm từ 3 đến 500 tài khoản. Thì 1.000 đô thì một ngày mình sẽ target đâu đó kiếm khoảng tầm từ 30 đến 50 đô. 30 đến 50 đô. Và mỗi một lệnh của mình ấy, mình sẽ đặt cái mục tiêu đó là mình sẽ sử dụng 10% vốn, tức là 100 U một lệnh. Đánh theo kèo trên channel thì anh à, để đánh theo kèo trên channel anh Châu. Anh em ở trong Bora Việt thì đều theo kèo anh Châu là nhiều. Đó thì chúng ta thì cái tỷ lệ win này, tỷ lệ thua, tỷ lệ lỗ thì anh em đều nắm được hàng ngày và đều nắm được hàng tuần. Đó. Vậy nên với cái số vốn, với cái lệnh số vốn 100 U chẳng hạn, mình vào lệnh, mục tiêu của mình là kiếm 20 đến mục tiêu của mình là kiếm từ 30 50 một ngày, thì mình sẽ đặt ra là à mình phải win được bao nhiêu lệnh. Mình win được bao nhiêu lệnh trong ngày đó. Và nếu như khi mình win ấy thì mình khi mà win từng ấy lệnh mình sẽ nghỉ, và mình cũng phải đặt ra cái stop loss cho bản thân, ví dụ như mình đánh 2 lệnh liên tiếp thua lỗ hoặc 3 lệnh liên tiếp thua lỗ chẳng hạn thì chúng ta cũng nghỉ và để ngày hôm sau chúng ta chơi tiếp. Đó thì chúng ta cần phải có một cái plan rõ ràng, phải có một plan rõ ràng cụ thể để chơi thì mới có thể có profit ở trong cái thị trường này được. Mà đánh thì anh em cũng phải đánh là đánh đều vốn, đánh đều vốn rồi đều cái theo cái kỷ luật của anh em nữa thì anh em mới có thể có profit được. Để thế nên mới tránh được cái tình trạng đó là ăn thì ăn ăn 3 4 ngày nhưng mà đến ngày thứ năm ấy thua phát là có thể là hòa hoặc là lỗ luôn. Bởi vì anh sao? Bởi vì anh em không đi đều vốn. Đó, có thể là không đi đều vốn hoặc là không đi đều đều đòn bẩy hoặc là quản lý vốn của anh em chưa tốt. Ok chưa anh em? Mình đến câu hỏi tiếp theo nhé. Có khá là nhiều câu hỏi nhưng mà anh em thường hỏi hỏi nó chỉ kiểu ngắn ngủn đấy, thành ra nó không không thể mình giải thích nó sẽ không thể đủ ý được cho anh em. Đây có một câu hỏi này khá dài này, cũng khá là hay. Chào tiên si, đợt vừa rồi mình có hold spot nhưng do thiếu kinh nghiệm nên bị chia 4 tài khoản. Hiện tại thì vốn của mình đã bị mất đi rất là nhiều. Tuy nhiên mình vẫn có niềm tin mãnh liệt vào thị trường và kỳ vọng trong đợt uptrend tiếp theo. Liệu mình có nên dùng số vốn còn lại đi chơi BTC rồi nằm chờ, hay là mình nên tận dụng những đợt sóng hồi nhỏ trong 2 năm downtrend để cố gắng tối ưu hóa lượng BTC nắm giữ cho tới 2024, 2025? Cảm ơn tiền si. À, với cái kinh nghiệm của mình ấy thì hiện tại cái thời điểm này thì nó vẫn đang là vùng đáy, nhưng mà đã liệu đã đáy hẳn hay chưa, liệu đó đã phải là giá đáy hẳn hay chưa thì mình chưa chắc chắn. Nhưng với kinh nghiệm của mình ấy thì cái vùng hiện tại theo như cái kinh nghiệm cũng như cái quan điểm của mình ấy, thì hiện tại đang là vùng đáy. Nếu như mà liệu mình có nên dùng số vốn còn lại đi CA BTC rồi nằm chờ hay không? Với BTC thì mình nếu như với biên độ của BTC để mà đem lại lợi nhuận thì BTC là một cái chỗ đầu tư khá là an toàn, khá là an toàn ở thời điểm này. Nhưng mà để mà nó tối ưu được lợi nhuận rồi đem lại một cái mức lợi nhuận nhiều hơn cái mức anh em mong đợi thì mình nghĩ là thời điểm hiện tại cũng chưa phải là lúc để mình mua vào. Nếu như với cái bản thân của mình ấy, thì mình sẽ chỉ dùng một phần vốn để mình mua BTC thôi, còn những cái số vốn còn lại thì mình sẽ đợi những cái sóng hồi hoặc có thể là đợi hẳn trong cái giai đoạn uptrend để mình chơi lại. Chứ như hiện tại nếu như anh em mà với theo như mình đọc thì bản thân bạn này là chưa có kinh nghiệm nhiều và cũng chưa 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 trải nghiệm nhiều, vậy nên là mới bị thua lỗ. Và với cái kinh nghiệm với cái trải nghiệm chưa nhiều ấy, nếu như hiện tại cứ mua bán linh tinh ấy mà cứ kiểu mà nhìn chart hàng ngày thì mình nghĩ là vào lệnh ra lệnh rồi cái số vốn mình sẽ lại càng bị tụt nhiều hơn. Còn nếu như anh nếu như mà bạn bạn này hiện tại thì mình nghĩ là vẫn đang theo kiểu trường phái trader nhưng lại lại muốn làm holder. Thường thường những cái người như thế là nhìn chart rất là nhiều và nhìn giá rất là nhiều hàng ngày, thế nên là làm holder sẽ khá là khó.
bản thân mình ấy thì mình, bạn ấy có hỏi thêm một câu nữa là TNC có thể chia sẻ về hành trình của bản thân khi bước chân vào thị trường crypto cho tới ngày hôm nay được không? Bạn đã gặp phải những khó khăn như thế nào và làm thế nào để vượt qua được? Xin cảm ơn. Mình thì mình bước chân vào thị trường từ 2016, biết đến thị trường nhờ cái Big Money Online, mọi người hay gọi là MMO ấy. Hồi xưa mình tham gia là mình làm những cái nhiệm vụ ở trên mạng, có những cái trang web người ta cho làm nhiệm vụ để nhận về BTC miễn phí. Thì hồi đó mình tham gia thị trường ấy, BTC nó đâu đó khoảng tầm 400 U, 400 hay 425 đô gì đó. ETH khi đó bắt đầu, ETH lúc đó nó mới mới lít sàn thôi, lít sàn đâu được vài tháng ấy, giá quanh quanh khoảng 2 đô. Điều đó mình chơi ấy, mình thường hay code những cái tút để mình làm những cái nhiệm vụ để mình kiếm BTC với cái ETH. Hồi đó mình nhớ là mình cheat cái VPS của Google ấy, xong mình bán đâu ấy một VPS là cũng được một ETH. Mình cái hồi đó, cái hồi mà mình biết đến cái thị trường ấy, thì mình chỉ hiểu đơn giản một cái là BTC ETH nó là một cái công cụ có thể kiếm được tiền và có thể quy đổi về 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 tiền. Vậy nên hồi đó mình mới tham gia, mình mới biết đến cái crypto. Còn chính thức mình tham gia thị trường, mình chính thức tham gia thị trường là từ cái hồi mà 2017, cái landing Hitchcoin BitConnect đó. Không biết có anh em nào đã tham gia thị trường từ cái hồi đó hay chưa? Thì mình tham gia thị trường là từ cái hồi Hitchcoin BitConnect. Hồi đó bắt đầu là mua ICO này. Hồi đó mình với mấy anh em ấy thường hay ra quán net ấy, ra quán net và thuê thuê máy xong rồi có đi mua tút ICO ấy các thứ, thì nó biết đến thị trường từ hồi đó ăn khá là nhiều, ăn xong rồi vào đến cái lúc mà kiểu BitConnect với Hitchcoin bị sập ấy, cái hồi mà lúc mà thịnh vượng nhất ấy là sáng dậy, cứ hàng sáng dậy check tài khoản nào cũng lời cũng 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 được được thêm vài trăm triệu ấy. Đó là cái thời điểm đỉnh cao đầu tiên mà mình từng trải qua, từ lúc mà kiểu không có cái gì, xong bắt đầu là kiểu tham gia MMO có một chút vốn, xong tham gia Hitchcoin các thứ, đã trải qua được những cái thời kỳ như thế. Xong rồi qua cái lúc đó kiểu mình, hồi đó mình thì kinh nghiệm không có nhiều, cứ all in vào landing thôi. Thì bắt đầu là nó sợ thường sập thì bắt đầu thế là mất gần hết thì đâu đó còn một chút vốn, thì bắt đầu mới học về trading. Thì hồi đó cái sàn hồi đó là sàn Polo này, sàn BitTrack đó. Hồi đó mình chơi những cái sàn đó, hồi đó nó chơi nó không như bây giờ đâu, hồi đó chơi nó chỉ chơi theo cái cặp BTC ấy, nó ít những cái cặp về theo đô như bây giờ lắm. Mà mục tiêu hồi đó của mình cái kiểu cứ thích chơi theo cặp BTC để tăng cái số lượng BTC lên ấy, xong rồi chơi đi chơi về cuối cùng chẳng còn cái gì. Xong bắt đầu học về margin, đánh margin. Hồi đó đánh margin có x3 thôi, margin x3 trên Polo thôi mà cũng cháy SML, cháy SML ấy. Nên cái lúc hồi đó là bắt đầu mình tay trắng rồi. Hồi đó mình có vay nợ rồi, sau một quá trình mình rồi sau 2018 2019 mình không chơi crypto nữa, mình chơi bên BO, mình chơi binary option ấy, cái BO kiểu BO truyền thống, BO ăn ăn theo giá chứ không phải giống như Bitfinex. Thì bắt đầu mình mới code tút, code bot các thứ mình bán, thì bắt đầu mình mới từ những cái đó mình có lại vốn. Anh vừa nói vừa pen cho vui đây. Mình thì mình tính hôm nay là mình tính live stream ấy, live stream giống như kiểu Ryan ấy. Nhưng mà có nhiều anh em bảo là muốn phân tích mấy đồng coin các thứ nữa, muốn phân tích đồng coin các thứ nữa, nên là mình mới để là cái show màn hình. Kể chuyện rồi vẽ vẽ không biết vẽ kiểu gì. Ok, mình kể tiếp nhá. Thì 20 bắt đầu 2018 2019 ấy, 2018 2019 thì mình hồi đó là mình nợ có một phần ở bên truyền thống này, rồi nợ ở cái phần chỗ landing ấy các thứ kia, landing các thứ kia là hồi đó mình nợ khá là nhiều. Có một cái đợt cuối năm cuối cuối 2018 là cái thời kỳ mà sụp đổ nhất của mình, là mình phá sản hết bên crypto rồi bên truyền thống các thứ, mình cũng bị phá sản hết. Thì mình cũng nợ đâu khá là nhiều. Hồi đó mình ở ngoài Hà Nội,
ở ngoài Hà Nội 4 năm. Hồi đó là mình còn có cái đợt mà kiểu bế tắc quá, xong rồi chủ nợ họ nó xiết nợ nhiều. Chủ nợ hộ CMT hồi đó mình có mua ICO và có ăn, nhưng mà rồi ném vào landing hết các thứ. Mình làm truyền thống hồi đó là mình chạy Facebook Ads, mình bán đồ thời trang, mình bán đồ thời trang. Cửa hàng của mình ở bên Nguyễn Chí Thanh ấy. Mình bán từ 2016, 20 cuối 2016, cuối 2016 bắt đầu là mình học về marketing, học về chạy Facebook Ads. Rồi mình mở mở cửa hàng, cùng một bà chị. Cùng mở cùng làm cùng một bà chị. Anh chia sẻ lên thu nhập thời điểm đó để dễ hình dung hơn đi em. Thì hồi đó anh hồi đó thì là mình kiểu là sinh viên mới ra trường ấy. Hồi đó mình thi đại học 2 năm mình không đỗ, đến năm thứ ba thì bắt đầu thôi mình cứ đi học với nguyện vọng 2. Đi học nguyện vọng 2 thì học được một kỳ mình bỏ, tại đi học trên trường thì người ta kiểu quay cóp các thứ, rồi giáo viên các thứ nó không đạt được cho mình những cái mình muốn ấy. Bắt đầu mình bỏ bắt đầu mình đi học mình đi học đa cấp, mình học đa cấp, đi học đa cấp xong rồi cũng SML. Học đa cấp thì học vào đúng cái chỗ kiểu tức là triệu phú đô la này kia ấy, quay sang người bên cạnh các thứ, rồi hôm nay là ngày tuyệt vời ấy. Mọi người đã ai đi học đa cấp như thế chưa? Đó, thì mình hồi xưa mình học ở đó, xong bắt đầu mình được cái ông anh ở đó, ông ấy đưa về xong bắt đầu làm thời trang, làm cái bắt đầu đi học marketing rồi chạy Facebook Ads. Chạy Facebook Ads thì bắt đầu về làm với người yêu của ông nó. Thì làm cũng được đến bắt đầu cái trong cái thời gian mà chạy truyền thống ấy, thì mình bắt đầu mình cũng vẫn vẫn tiếp tục cái mà MMO, thì mình bắt đầu biết đến Bitcoin. Đó, bắt đầu biết đến Bitcoin thì bắt đầu mới tìm hiểu, rồi làm phao kẹt, rồi bán VPS các thứ ấy. Thì đến bắt đầu là khi mà thị trường crypto được 2017 ấy, nó lên 19.000, xong bắt đầu nó giảm thì dẫn đến là khá là nhiều những cái lending rồi những cái ICO các thứ ở trên thị trường nó sập. Thì hồi đó là mình kiểu khi mà tham gia cái lending ấy, hàng ngày nó cứ trả lãi cho mình về, cảm thấy kiểu tiền nó khá là nhiều, bắt đầu bỏ bê không làm truyền thống nữa. Thì khi đó bắt đầu chủ nợ bên trên khi mà nó sập hết như thế, bắt đầu chủ nợ bên truyền thống nó người ta tìm, người ta đòi nợ, rồi tiền các thứ này kia thì mất hết. Có cái đợt là mình vẫn nhớ là mình có đợt mình vay tiền của thằng bạn ấy, mình vay được 20 triệu của nó để mình trả nợ. Hồi đó kiểu suy sụp lắm, có cái lúc mà định nghĩ đến cái việc mà nhảy cầu Vĩnh Tuy ấy. Anh em biết cầu Vĩnh Tuy không, ở gần Tham City ấy. Đã có những lúc mà kiểu cảm thấy bất lực quá, đã từng có những cái lúc mà nghĩ là mình sẽ nhảy cầu, nhưng mà rồi sau ấy là mọi cái đều có thể giải quyết được, mọi cái đều có thể giải quyết được. Nợ thì chỉ cần cần mình còn sống thì mọi cái mình sẽ giải quyết được hết. Thì bắt đầu 2018, 2019 thì mình rời thị trường crypto bởi vì là hết vốn. Thì mình bắt đầu tìm hiểu đến Binary Option. Hồi đấy là mình tham gia sàn là Binary.com ấy. Bây giờ thì nó đổi tên thành Deribit. Mình bắt đầu tìm hiểu xem là cơ chế nó chơi như thế nào. Xong bắt đầu nó có một cái là nó cho code bot để auto chơi. Mình thì hồi đó không, BO ấy nó sẽ có hai loại. Những cái mà như Wifi ấy mà kiểu đến 30 giây ấy thì nó là kiểu tài xỉu. Còn binary truyền thống ấy, tức là sao? Tức là nó cũng giống Bitcoin như này này. Nó cũng giống Bitcoin này, ví dụ như anh em đặt một lệnh long short, nó cũng cho anh em chọn từ một thời gian luôn. Cho anh em chọn thời gian. Thì ví dụ như anh em đặt một lệnh là cược nó lên trong vòng 30 giây chẳng hạn. Anh em đặt giá, ví dụ giá hiện tại của nó đang là 20.000. Sau 30 giây cái giá đóng nến nó cao hơn giá 30.000 thì là anh em sẽ win. Cái binary truyền thống ấy nó có một cái, nó sẽ cho anh em rất là nhiều cái khung thời gian anh em có thể là chọn theo 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 giây này, rồi chọn theo phút này, theo ngày. Nó cũng giống dạng all-in trade ấy, giống dạng all-in trade. Đây hồi xưa mình chơi cái sàn này.
Hồi xưa mình chơi cái sàn này, mình thì hồi xưa ấy là mình có học phân tích kỹ thuật, mình có tham gia khá là nhiều những cái khóa học phân tích kỹ thuật, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không áp dụng được cái gì cả. Thì bắt đầu khi mà mình vào BO ấy, cái BO truyền thống ấy, thì mình cũng thử áp dụng những cái phân tích kỹ thuật đấy vào để thử xem. Nhưng mà đánh BO thì anh em cứ hiểu ấy, là với một người không có kinh nghiệm, người không kiến thức thì mình cũng không kiếm được tiền. Mình cũng không kiếm được tiền, nhưng mình có là một cái là mình lại biết code bot, thành ra là mình bắt đầu mình làm đến những con bot, mình làm những con bot đó thì bắt đầu kiếm ra được lợi nhuận, bắt đầu mình lấy những con bot mình đi bán. Thì từ cái việc mà chơi chơi bằng bot rồi việc bán bot thì bắt đầu mình lại có số, có lại vốn, và từ những cái đó mình bắt đầu trả được nợ hết năm 2018 thì đến năm cuối 2010 đợt thị trường sập với 3K là bao nhiêu nhỉ? Là đợt đợt nào nhỉ? Đó, cái đợt mà thị trường sập với 3K. Đây, cái đợt này này. Đợt cuối 2018 này. Cuối 20 mình khi mà mình làm cái BO ấy, mình làm được mình khi mà mình làm cái BO, mình làm cái BO ấy là mình kiếm được tiền, kiếm được vốn, mình trả nợ thì bắt đầu mình mới quay lại cái thị trường crypto vào cái thời gian là giữa 2018. Cái thời thời anh nợ ấy là hồi thời đó hơn 3 tỷ tiền bên truyền thống, hơn 3 tỷ tiền bên truyền thống với cả mấy trăm triệu tiền bên crypto. Hồi đó áp lực lắm, ngày nào chủ nợ nó cũng dí. Thì sau khi cái năm 2018 ấy làm BO thì bắt đầu mới có vốn. Hồi đó có những cái lúc kiểu mà mình bế tắc quá, có những cái đợt mà mình kiểu như muốn trầm cảm luôn. Mấy tháng ở trong trong nhà chỉ có ôm máy tính ngồi từ 4 giờ sáng, à đâu, ngồi 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 từ 7 giờ sáng đến 4 giờ sáng hôm sau, hôm nào cũng vậy. Đó, hôm nào cũng vậy. Mà mình ngồi trong nhà 3 4 tháng trời. 3 4 tháng trời là chỉ có ngồi trong nhà thôi. Đến cái mình ở cùng bạn gái. Bạn gái mới tức là kiểu những cái lúc mà mình khó khăn nhất ấy, người ta đi cùng mình cũng khuyên khuyên nhủ khá là nhiều. Bắt đầu mình tìm ra được cái BO. BO thì đúng, cái BO là cái giúp mình vượt qua cái khủng hoảng lần đầu tiên. Mình hồi đó thì mình không, cái BO mà mình chơi ấy, thì nó không có cái kiểu đúng là bạn gái cưới bây giờ. Hồi đó mình chơi cái BO ấy thì nó không có kiểu rep đâu, không kiểu rep hoa hồng đâu, rep nó không có không 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 được nhiều đâu. Hồi đó mình chỉ có tự chơi thôi, tự chơi với cả bán bot thôi. Thì hồi đó cái thời đỉnh điểm nhất, cái đợt mà bán bot là một tuần mình bán đâu được là hơn 30k. Đó, mình bán trong 2 tháng, hơn 2 tháng là bắt đầu mình trả nợ được gần hết. Trả nợ gần hết và bắt đầu có ra số vốn. Thì hồi đó mới bắt đầu mình quay lại crypto mình all in ETH. ETH hồi đó mình all in là ETH 500 đô, 482 đô, 482 đô. Và đợt đó đến cuối 2018 thì thị trường sập mà ETH hồi đó mình thì mình vẫn còn nợ một ít ở gia đình. Mình thì mình vẫn còn nợ một ít ở gia đình, nhưng cái đợt mà cuối 2018 ấy mà về, hồi đó là Tết Tết à, Tết của năm đó là mình nhớ không nhầm là vào tháng 1 2019. À, là cái thời điểm mà mình bán ETH để mình trả nợ nốt cho gia đình ấy, là cái thời điểm là ETH 105 đô. Hồi đó cay lắm. Hồi đó kiểu mình đã trải qua ở thị trường này khá là lâu rồi mà mình vẫn bị dính cái cú đâm, cái lúc downtrend nó sờ mờ lờ như thế. TNC ở Hà Nội à, có hay ra không? Mình hồi xưa thì mình ở Hà Nội. Quê của mình ở Sơn La, mình xuống Hà Nội mình học rồi mình ở Hà Nội được 4 năm. Mình bắt đầu vào trong Hồ Chí Minh là từ tháng 5 2019. Bắt đầu vào thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 2019. Thì đến cuối 2019 thì bắt đầu thành lập HC, thành lập HC, bắt đầu mình mới zone zone HC thì đến đến bây giờ. Thì từ lúc mà zone HC rồi phát triển HC cùng Ryan, cùng những anh em trong team thì bắt đầu mọi cái kiểu như mình làm vì mình làm vì đam mê ấy, mình cứ làm hết sức ở đó. Thì sau cái giai đoạn mà mình trả nợ hết gia đình rồi thì mình lại về tay trắng, và mình cứ tiếp tục cái quãng thời gian mình như thế
trong một một năm tiếp theo, tức là đến giữa năm 2019, giữa 2018 đến giữa 2019 thì mình ở Hà Nội, vẫn ở Hà Nội. Thì đến 13 tháng 5 2019 là mình bắt đầu mình vào trong trong Sài Gòn. Trong Sài Gòn thì 3 tháng đầu tiên thì mình có bạn, cái hồi 3 tháng đầu tiên ở Sài Gòn ấy, nó kiểu kiểu là nó kiểu một những cái mới mẻ, kiểu như mới mẻ, tức tất cả mọi cái nó đều mới mẻ đối với mình. Sau khi mà kiểu mình đã bỏ một cái khoảng thời gian rất là lâu ở Hà Nội rồi, khi mà kiểu muốn dứt dứt áo kiểu ra đi ấy, thì cũng cũng dứt áo để ra đi ấy, thì là cũng kiểu nó khó khăn lắm. Anh em cứ hiểu như mình ở một nơi 4 năm trời, mình biết mọi thứ về nơi đó, xong bây giờ mình phải dứt áo ra đi về một đến một cái nơi mà mình không có bạn bè, không có người thân, rồi lạ nước lạ cái, lạ con người, không có bạn bè các thứ. Nhưng mà mình hồi đó kiểu ở Hà Nội 4 năm rồi, cũng lên voi xuống chó khá là nhiều, nên thôi cũng quyết quyết tâm ra đi. Thì hồi đó vào thành phố Hồ Chí Minh, vào thành phố Hồ Chí Minh mình mất 3 tháng đầu, 3 tháng đầu để làm quen với môi trường, làm quen với mọi người. Mình vẫn tham gia, mình vẫn hồi đó mình vẫn kiểu quyết tâm duy trì với kiểu crypto ấy. HC thành lập được bao lâu rồi anh nhỉ? HC thành lập được, HC thành lập được 3 năm, từ 2019, 2019 giờ. Tiền thân của HC ấy, HC hồi xưa là mình lập ra với cái tên là Húc Cháo Group, với cái tiêu chí là ở đâu có tiền thì ở đâu có HC, tức là HC là cái nơi mà anh em giao lưu, chia sẻ rồi cùng nhau kiếm tiền ở ở thị trường đó. Ryan Tech VBC là 2019. Ryan Tech VBC là tháng 2, tháng 8 2019. Tháng 2019 thì bắt đầu là lập ra HC, lập ra HC thì mình zone HC là tháng 9 2019. Hồi đó là mình phụ trách là mảng margin của HC. Anh với Ryan quen nhau như thế nào? Thì hồi đó khi mà Vượng tách ra khỏi Ryan tách ra khỏi VBC ấy, thì lập ra một cái nhóm ấy là Đục Sàn cùng Hubi. Đó, Đục Sàn cùng Hubi thì hồi đó nó có mình ở trong đó, mình là một trong những thành viên đầu tiên ở trong trong nhóm. Thì mấy anh em cũng chat nhiều ở trên nhóm, rồi nhậu nhẹt thì cũng qua chạy qua nhậu cùng nhau, thì thấy hợp nhau bắt đầu về làm cùng nhau. Cùng nhau thì đến 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 hiện tại thì vẫn chơi cùng nhau. Thì đó, thì từ khi mình ấy, mình thì mình được một cái ấy, mình cũng có những cái lời khuyên cho anh em mà nếu như mà có ý định là muốn chơi full time crypto ấy, thì anh em hãy dành cái tâm huyết, dành cái sức lực, làm với cái tâm thế là luôn là 100% với sức mạnh của bản thân. Thì chỉ cần anh em cố gắng, chỉ cần anh em phấn đấu, chỉ cần anh em làm vì một cái đam mê của bản thân. Mình từ trước đến giờ mình vẫn vẫn luôn như vậy, mình vẫn luôn như vậy, làm hết sức mình thì những cái kết quả nó sẽ đạt được, những cái kết quả mà anh em xứng đáng ấy, nó sẽ đều 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 anh em đều sẽ đạt được. Hồi xưa ấy, hồi 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 xưa ấy, như anh em cứ hiểu là với cái công việc, ví dụ anh em nào có đang làm các công việc hiện tại mà đang có lương ấy, thì anh em phải hiểu là mình đã phải đi học 10 18 năm trời. Mình phải học hành các thứ này kia 18 năm trời, chỉ ở trên ghế nhà trường, rồi mất 4 năm học đại học thì mình mới có thể có những cái công việc với cái mức lương như hiện tại. Thì đó. Thì nếu như anh em mà xác định vào cái thị trường ấy, thị trường crypto là cái thị trường dùng tiền để kiếm ra tiền. Dùng tiền để kiếm ra tiền. Vậy nên anh em cần phải trang bị cho mình một cái kiến thức, nó cần cho mình trang bị một cái kiến thức này, những cái kinh nghiệm này, những cái trải nghiệm nó phải nhiều hơn nữa. Đó, thì anh em mới có thể tồn tại ở trong cái thị trường này. Trading này, holding này ở trong thị trường crypto ấy, nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Gọi là crypto nhưng mà crypto nó lại thuộc ở trong phạm trù là thị trường tài chính. Mà thị trường tài chính thì anh em hiểu là nó sẽ bao gồm là chứng khoán này, forex này, phái sinh này. Forex phái sinh là một, với cả crypto.
Thì crypto là một cái môi trường rất là mới, rất là còn trẻ. Nó có những cái sóng mà anh em nó tức là sao, tức là anh em chỉ cần tích lũy đủ kinh nghiệm thôi, vào đúng một sóng là sẽ thay đổi vị thế của mình rất là nhanh. Đó, anh em phải hiểu như vậy. Thì với cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình 6 năm qua thì mình chia sẻ lại cho anh em với những cái mà mình đã trải qua. Mình cũng đã từng lên voi, mình cũng từng xuống chó, mình cũng đã từng phá sản, mình đã từng mất rất là nhiều. Mình đã từng phá sản 3 lần. Lần đầu tiên là ở bên 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 tài chính, lần thứ hai là do lần thứ hai à, ở ở bên truyền thống, lần thứ hai là vì lending, và lần thứ ba ấy là khi mà kiếm được tiền rồi bắt đầu only lại crypto, và mình dính đúng cái sóng mà nó đau 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 trên để 3K. Đó là ba lần mình phá sản, mình mất trắng. Chỉ tiếc là tham gia quá trễ. Thị trường này anh em cứ hiểu vốn hóa của nó đâu đó mới có 1-2 ngàn tỷ, nó vẫn rất là bé, nó vẫn rất là bé thôi, không phải kia. Thế nên là mình thấy cái thời điểm hiện tại là vẫn là early, nó vẫn là rất là sớm. Anh em xem thị trường crypto nó mới có từ 2010 đến giờ. Chính ra nếu như tính đúng ấy thì là crypto xuất phát từ 2010 đến hiện tại là được 12 năm. Còn chính thức ví như Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh về crypto là từ năm 2017. Vào thị trường từ 2013 với theo cái đường nó là lending, đường MM thì 2013 2016 là MM đến bắt đầu mọi người bắt đầu biết đến nhiều hơn là từ 2017. Anh rèn luyện như nào hàng ngày để có được đến được như ngày hôm nay, anh có thể lại hành trình được không? Thì cái quá trình của mình ấy, mình cũng xuất thân là một người không chưa biết gì, thì mình follow những cái cộng đồng người ta chia sẻ những cái tin tức, rồi ví dụ như kiểu người ta lên một bài, người ta phân tích chẳng hạn, thì mình sẽ đọc, mình sẽ tìm hiểu xem là à cái bài nó đang nói đến một cái đồng, ví dụ đồng A, đồng B, đồng C chẳng hạn, thì nó đang phân tích đến những cái vấn đề gì đó, để sau đó là mình sẽ nhớ lại là à người ta sẽ phân tích nó sẽ mình sẽ nốt ra là ý A, ý B, ý C này. Đó, nó sẽ tức là sao, tức là kiểu hồi xưa anh em đi học học văn các thứ ấy, hay thường hay thường hay kiểu là kể tóm tắt các thứ ấy. Đó, thì mình thường hay tóm tắt lại là à những cái dự án mình cần phải tìm hiểu những cái ý như thế này, ý A, ý B, ý C, ý D này. Thì khi đó bắt đầu mình gặp những cái dự án khác thì mình cũng áp dụng những cái cách tương tự vào để mình phân tích cái dự án đó. Mình phân tích những cái dự án đó thì sau khi những cái lần trải nghiệm, những cái lần lần mình phân tích rồi, những lần mình học hỏi, thì mình sẽ đúc rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm. Đó, thì cái cách thức rèn luyện của mình là như vậy. TNC có thể chia sẻ kỹ năng chơi đa khung cho mình được không? Mình chơi đa khung hay bị ngược nhau và hay bị tâm lý. Chơi đa khung này dễ mà. Chơi đa khung là gì? Tức là sao? Tức là anh em trong trong tất cả các cái khung nó đều có sóng, và trong các cái sóng ấy thì mình thường phải follow những cái sóng ở những cái khung lớn. Ví dụ như nhìn cái đề tháng chẳng hạn này, anh em xem những tháng này anh em sẽ dự đoán. Ví dụ anh em không nhìn khung 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 tháng, khung tuần hay khung ngày đấy. Anh em nhìn cái mô hình như thế này thì anh em sẽ thấy gì? Có phải là thế nữa? Cái cây nến đỏ đã đun rất là mạnh với nến tháng hồi thì nến nến xanh hồi thì cây nến đỏ sau khả năng nó sẽ sập tiếp, đúng không? Thì cái ví dụ đây là ở đây là khung nến tháng, thì anh em sẽ dự đoán nó là ở cái tháng này nó sẽ là tháng đỏ, được chưa? Thì bắt đầu sau mình sẽ mở lên khung tuần, phân tích khung tuần anh em thấy gì? Anh em thấy khung tuần là MA growth. MA growth thì theo như cái kinh nghiệm mình đã chia sẻ cho anh em, những tip mình chia sẻ anh em, thì nếu như gặp growth là gì, có phải là hồi không? Đó, hồi này, hồi rồi, hồi thì hồi hồi trong một sóng giảm ấy, trong một sóng giảm khi mà gặp một sóng hồi thì nó thường sẽ hồi từ 30 đến 50% của sóng giảm đó. Thì anh em đo sóng thôi, từ đỉnh này xuống đây hồi lại đâu khoảng tầm khoảng 30% đó, nó chỉ là khoảng thôi nha anh em,
nó không có cái gì là chính xác cả. Trong tài chính nó không có gì là chính xác, nó không có cái gì là một cái công thức chuẩn xác, nên anh em chỉ có thể ước lượng thôi. Thì sau khi nó đã hồi rồi thì anh em xem là đến tuần với cái volume rất là lớn này, với cái lực hồi như này thì theo với, nhưng mà cái cây trước là một cây nến đỏ khá là dài này, thì theo như mình thấy cái nến xanh này nó chỉ là hồi nhẹ thôi, nó có hồi nó chỉ hồi được khoảng 30-50% cái cây nến đỏ trước đó thôi. Đó, anh em đo cái cây nến đỏ này thì cái cây nến xanh hồi lại nó sẽ chỉ hồi đâu đó khoảng tầm từ 30-50% cây nến đỏ đó. Đó, anh em hiểu chưa? Khung khinh tuần nó giảm rồi thì mình sẽ mở khung ngày lên xem. Khung ngày mình xem có phải vẫn đang là khung giảm không? Vẫn đang là xu hướng giảm không? Và cái sóng hiện tại của nó chỉ là hồi lại để cho nó chạm cái MA34 này. Chạm MA34 nó sẽ xuống tiếp chẳng hạn. Thì ví dụ như nếu như anh em chơi scalp, em chơi scalp thì anh em phải xem, ví dụ ngày hôm nay là một ngày xanh hồi thì chúng ta sẽ ưu tiên ở trong những khung nhỏ. Ưu tiên trong những khung nhỏ là nó sẽ chỉnh xuống, mình sẽ long lên. Còn sau khi mà nó đã lên gần đến cái MA34 này rồi, gặp cản rồi, thì mình sẽ ưu tiên là hồi lên những cái cản, mình sẽ sọt xuống. Ví dụ như ở trong cái trường hợp này chẳng hạn này, mình thấy có cái cản ở đâu đó khoảng tầm 22.000-22.300. Thì sau khi mà sóng hồi lên đến đó, mình sẽ xem ở những khung nhỏ này xuất hiện những cái cây nến đỏ rút râu. Đó, những cây rút râu dài như này thì tức là sao, tức là bắt đầu xuất hiện là cái lực bám, thì anh em lên đến những cái phần đấy anh em sẽ sọt ở với những khung D của bạn, khung H4 mình vừa phân tích là vùng sọt là 22.000-22.300 là một vùng rất là lớn, với nên anh em cần phải mở những cái khung nhỏ ra để anh em tìm được những cái áp dụng những công thức khác, ví dụ như là phân kỳ đỉnh chẳng hạn, phân kỳ đỉnh các thứ. Thì sau khi mà phân kỳ đỉnh, như trong gặp trường hợp phân kỳ hai đỉnh như này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sọt ở những cái phân kỳ hai đỉnh ở trong cái vùng đó. Được chưa anh em? Số vốn đầu tiên của anh là bao nhiêu? Mình thì xuất phát điểm là không có vốn. Mình hồi xưa mình đi làm thuê thì bắt đầu mình tham gia thị trường theo MMO á. Mình kiếm vốn cũng từ những cái số lương ít ỏi, rồi những cái việc làm thêm các thứ thôi, bắt đầu mình vào thị trường thôi, cũng không có ấy gì cả. Cái sự vay vốn mà ở gia đình ấy, gia đình hồi xưa là mình làm truyền thống, mình vay vốn mình nhập hàng để bán hàng các thứ. An coi mình ôm đang chưa 4 rồi, có nên cắt lỗ nào lại không? Nếu hâu thì có khả năng về bờ không hay mất trắng? Nếu như hâu support ấy thì sẽ không bao giờ bị mất trắng, trừ Luna nhé, trừ Luna ra. Thì với kinh nghiệm của mình, ôm support và những cái con top coin, những con coin nền tảng thì không bao giờ mất trắng. Nó chỉ là có về bờ hay không, bao giờ về bờ, hoặc là ôm giá nào để xem là có thể hồi lên được hay không để chốt thôi. Còn theo như mình theo quan điểm của mình, altcoin sẽ không bị mất trắng, nó chỉ có lỗ thôi. Với hôm trước với anh em mình có cho anh em những cái điểm thoát hàng hết rồi mà sao bây giờ vẫn còn đang ôm altcoin. Nói chung ấy, như anh em mà newbie ấy, nhưng em mới vào thị trường ấy, thì mình khuyên anh em nên dành thời gian để tìm hiểu thị trường, nên học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm từ những cái người đi trước, rồi học trang bị cho mình thêm được nhiều kiến thức. Nếu như có xác định mà vào chơi future ấy, thì chỉ nên tham gia số vốn nhỏ thôi, có thể là kiếm tiền ăn tiêu hàng ngày thôi, tiền một ngày kiếm 10 U là 240k rồi, 240k một ngày thì một tháng cũng đâu đó khoảng 7-8 triệu Việt Nam đồng, to chứ anh em. 7-8 triệu là một tháng tiền lương rồi. Nói là 10 U, 20 U là bé, chứ anh em tính ra Việt Nam đồng hơi bị to luôn. Anh nói chơi theo RSI đi anh. Anh có cho anh em học cái bài RSI rồi đó. Cái bài RSI trên Onin á. Anh em có thể vào Onin này. Thì RSI nó chỉ... Thường thì RSI mình sử dụng ấy, mình chỉ sử dụng để xem là nó đã vùng quá bán hay chưa, quá mua hay chưa. Hoặc là khi mà đã quá bán rồi thì tìm những cái vùng phân kỳ đỉnh, phân kỳ đáy dựa theo cái RSI này. Ví dụ như vùng
lấy ví dụ luôn, anh em cứ vẽ bậy trên màn hình như này, clear on drawing đây. Ok rồi, đây ví dụ như trong ready, trong cái trường hợp như là chẳng hạn này, như là chẳng hạn này, nó là phân kỳ đỉnh này, rồi khi mà đã đâm như này đúng không, thì anh em cần phải tìm phân kỳ đáy. Đấy, đây đây là phân kỳ đáy đây, thì đây là vùng đáy rồi, xem này, đâm này, bắt đầu ready quả bán này, được chưa, quả bán này, bắt đầu đâm tiếp quả bán này, thì ready vẫn đâm tiếp này, thì ready vẫn đang quả bán anh em đúng chưa. Thì những cái vùng như thế này ấy, đã quả bán này rồi thì chuẩn bị nó sẽ có những nhịp hồi, thì bắt đầu nó tạo phân kỳ này, phân kỳ đáy này. Đấy, một đáy, hai đáy, ba đáy này, thì những cái vùng này, những cái vùng này là những cái vùng mình sẽ tìm những cái sóng đảo chiều. Nếu như mà chơi rồi đấy thì mình sẽ tìm những cái nến đảo chiều ở khung nhỏ, ví dụ như khung M15, khung M5 này chẳng hạn này, thì chúng ta sẽ vào lệnh. Thì ví dụ như chơi theo M30 nhá, thì bắt đầu cây nến xanh này đóng, xanh đóng thì ta vào mua mua target lên đến chạm M34, stop loss là hơi xa một xíu, stop loss tận 1% đó. Đây là stop loss này, đây điểm stop loss này, đây là giá vào lệnh của mình này, target của mình dự kiến là sẽ chạm lên M34 này. Thường thường khi nào cũng vậy, anh em có xem ở các khung nến ấy, nó đều như vậy luôn. RSI của TNC là bao nhiêu? Ready của mình là ready mặc định, ready 14. RSI này. Đây, đây là RSI này. Của mình là ready 14. Ready 14. M34, M89, ready 14, cả volume. Đây, mình sẽ sử dụng mấy cái này đơn giản thôi mà. Anh nghĩ chơi future giàu được không anh? Chơi future có thể giàu được với những người có kinh nghiệm, với những người có plan rõ ràng, với những người có plan cụ thể thì có thể giàu được. Còn với mọi người thì mình chỉ cho lời khuyên là future chỉ là một future chỉ là một mảng để anh em có thể kiếm thêm thu nhập hàng ngày, đó, kiếm thêm thu nhập hàng ngày thôi. Chúng anh em mà zone vào những cái nhóm premium hay là vào nhóm mấy của HC ấy, nhóm ngay cả nhóm nhóm public thôi, thì đều được cập nhật cũng như là update, rồi cũng như là có những cái phân tích. Anh em chỉ cần đợi những cái lúc đó để anh em có thể là tìm được những điểm vào lệnh. Anh em có nhìn thấy cái khung chat không? Khung chat ở trên màn hình không? Chắc là không nhìn thấy đâu nhỉ? Thấy mỗi cái chart đó thôi. Em rất đam mê crypto, đam mê thôi chưa đủ, mình phải làm nữa, mình phải làm, mình phải học hỏi để có trải nghiệm. H1 BTC đang phân kỳ, kỳ anh đâu, H1 đâu có phân kỳ đâu, một phân kỳ đâu đấy, đi đang ở giữa mà. H1 này anh em hạn chế chơi, nếu như anh em có áp dụng MA3489 thì hạn chế trade khi mà MA3489 nó quấn với nhau như này thì thường sẽ rất dễ gặp fake. Sao lúc này không thấy tiền si côn me me nữa vậy? Me me hiện tại thì nó không phải chen, nó vẫn có những con nó bay đấy, nhưng mà thanh khoản của me me hiện tại mình thấy nó khá là bé. Mình cũng có check thử hết rồi, mình cũng có tham khảo thêm ở cái trend mới là blockchain ấy, nhưng mà thấy thanh khoản rất là bé và nó cũng không có, tức là chơi thì cũng không có lợi nhuận nhiều ấy, nên là mình không không chơi meme hiện giai đoạn tại. Ok chưa? Anh em có muốn hỏi cái gì nữa không? À, quên mất cái form mình, như mình còn chưa trả lời hết, để mình đọc nốt mấy câu hỏi còn lại xem có câu hỏi nào hay không. Ở đây còn một câu này, cho em xin học về tâm lý với ạ, em hay tham giá cao quá, em hay tham giá cao bán thì bay mà không bán thì đung âm SML, cho em hỏi là có thời điểm chốt lời như nào là hợp lý nhất, em cảm ơn. Cái chốt lời ấy, chốt lời thì mình khó khó để khuyên lắm,
Bởi vì là muốn gồng được lời thì anh em cần phải là biết rời stop loss, rời stop loss dương. Ví dụ như anh em mua được ở giá 1 rồi chẳng hạn, target của anh em phân tích có thể lên được giá 10. Nhưng mà anh em cứ hiểu là cái phân tích của mình ấy, mình phân tích được thì người nào cũng có thể phân tích được. Mà cái phân tích đó thì thường là đội đội market maker, đội cá mập cá voi, nó là cho anh em nhìn thấy những cái đó, cho anh em nhìn thấy những cái đó để anh em tưởng cái đó là cái đúng. Và anh em cứ hiểu ở trong thị trường này không có cái gì đúng 100% cả, nó chỉ là xác suất, chỉ là xác suất. Và làm sao mình có thể là phân tích được cái xác suất tỷ lệ win cao nhất thì anh em sẽ win thôi. Vậy nên là đối với cái chốt lời ấy, đối với chốt lời nếu như bên support, nếu như mà anh em mà mua ví dụ như lời thấy các anh em là x5 chẳng hạn, thì lên x2, x3 phải anh em chốt gốc đi hoặc chốt một phần lời đi, thì số lời còn lại của anh em có thể gồng lên đó. Còn những cái ông kiểu như tham mà muốn all in để ăn ăn to ấy, thường khó lắm. Đến như mình còn chưa ăn được kiểu vậy, nếu mình còn chưa ăn được kiểu vậy thì mình nghĩ khá là khó để có thể là như vậy. Bình thường mình chơi cái phong cách mình chơi nó cũng khác. Bình thường mình chơi là mình sẽ tìm những cái con tiềm năng trong, ví dụ trong đợt sóng hồi chẳng hạn này, sóng hồi hồi đợt vừa rồi chẳng hạn này, mình sẽ tìm những con tiềm năng, tìm đâu khoảng 10 đến 20 con tiềm năng, mình sẽ chia vốn ra mình chơi, chia đều vốn. Có những con có thể là chia 2, chia 3, chia 2, chia 3 thì đâu đó mới lỗ đâu khoảng từ 30 đến 60%. Nhưng mình chia mỗi một con 1.000 chẳng hạn đi, lỗ 60% là mình lỗ 600 U. Nhưng có thể những cái con khác nó sẽ bay x2, x3, x5, x10. Đó thì những, mình sẽ ăn là ăn từ những cái con lời đó. Mà anh em thấy những cái kèo mà mình share cho anh em ấy thì đa phần là đều win. Tỷ lệ win đâu khoảng từ 80 đến 90% tỷ lệ win. Đó. Thì anh em cứ hiểu như 10 kèo chẳng hạn, thua 3 kèo đi thì mình vẫn còn lại 8 kèo, à 7 kèo. Thì 7 kèo thì mình trừ đi 3 kèo lỗ thì mình vẫn còn được 4 kèo lời. Đó. Anh em hiểu không ạ? Đó đó là cách quản lý vốn, nó cũng như cách chơi của mình. Đôi khi không cần phải tham quá đâu, muốn ăn ăn nhiều ấy thì anh em ăn ít đi một tí thì có thể sống lâu để ăn nhiều hơn. Ok chưa anh em? Anh có học thêm về research không ạ? Mình có học thêm về research. Mình chỉ gọi là research cơ bản, căn bản thôi. Mình cũng không có research về cao siêu quá. Thế anh em nha, mình uống nước một xíu nhé. Rát cổ quá, nói anh em một tiếng nãy giờ nó rát cổ quá. Ship có đánh sóng hồi mấy con shitcoin low cap không? Mình thì mình không đánh mấy con đó bởi vì mấy con đó chơi nó cũng không đánh được vốn to. Đánh mấy con đó đánh vài chục, một vài trăm u, 1-2 ngàn thôi. Mà ăn thì ăn cũng không được nhiều. Mà những cái con low cap ấy mà anh em mà kiểu mua xong rồi côn anh em ấy thường thường hay bay, hay bị bay nhiều lắm. Nên là mình ít khi mình chơi mấy con đó. Mình có soi thì cũng chỉ soi cho anh em chơi thôi, mình ít chơi mấy con đó. Em xin target chơi hàng ngày là bao nhiêu phần trăm là ok anh? Cái đó tùy vào lòng tham của em thôi. Em cứ hiểu như bây giờ em gửi tiết kiệm ngân hàng là một một năm được có 7%, 5-7% thì em cứ hiểu bây giờ em đặt target một 1% một ngày thôi, một tháng em có 30%, một tháng em 30%, một năm em có đâu đâu bao nhiêu, mấy mấy trăm phần trăm lận. Thì với cái như thế em có ấy không, có cái gì nhỉ, có đáp ứng được cái mong muốn của em không? Nói chung cái đó là em phải tự đặt cho bản thân thôi. Anh em hãy lập cho mình một cái ấy á, lập cho mình một cái plan rõ ràng ra. Ví dụ vốn của anh em là 1.000 đô chẳng hạn này, chơi future đúng không, mục tiêu của mình là 1% một ngày, ok chưa? 1% một ngày, ngày đầu tiên sẽ là
À không phải. Anh không đúng. Anh còn phải đặt mục tiêu theo theo profit. Ví dụ 1.000 đô, mẹ vốn là 1.000 đô chẳng hạn. Một ngày anh em đặt mục tiêu là 1% là 10 u này. 2% là 20 u này. Đó, đến 50 u chẳng hạn đi, được chưa? Thì một tháng đó, ví dụ đối với anh em vốn là 1.000 u chẳng hạn, anh em đặt mục tiêu là 1% một ngày, thì một tháng anh em sẽ có thêm là 300 u, được chưa? Với mục tiêu là 5% một ngày, tức 50 u, thì anh em sẽ có thêm một tháng là 1.500 u. Với cái quy đổi ra ấy, anh em hiểu, mình làm hàng ngày những cái công việc hành chính này, những công việc làm thêm này, những công việc đấy của mình, lương tháng đâu được có đâu khoảng tầm 15 triệu, được chưa? 15 triệu là mức nào? Là mức 600 u này, đúng không? Đó, thì anh em target một ngày 20 20 20 u thôi, thì một tháng đã có thêm một tháng lương rồi. Hai mươi u mà anh em vốn 1.000 u ngày kiếm 20 u có dễ không? Có làm được không? Với kèo số kèo lượng kèo kèo win anh Châu cho như thế, anh em có kiếm được một ngày 20 u không? Mình thấy nó đơn giản mà, mình thấy khá là đơn giản luôn. Đánh ví dụ như vốn 100 u chẳng hạn, đánh đi đều x20 thì đâu đó khoảng tầm 3 lệnh, 3 đến 4 lệnh là được 20 u rồi. Hiện giờ thị trường đang đao chen, TNC sẽ chơi gì? Nếu không đánh support nữa thì mình chơi future thôi mọi người. Mình vẫn đánh future hàng ngày mà, mình chỉ là ít lên giao lưu với anh em thôi, chứ mình vẫn đánh future hàng ngày à. Một ngày mình đánh ít lắm, mình đánh đâu chỉ có khoảng tầm, ngày nào đánh nhiều chắc là đánh khoảng 3 lệnh. Còn đâu một ngày mình đánh 1-2 lệnh thôi. Cũng là mình vào mình một cái tiêu chí của mình ấy là mình sẽ kiếm những cái điểm đẹp giống kiểu bắn tỉa ấy. Anh em hiểu, với ví dụ như bắn anh em muốn bắn con chim đúng không, anh em phải ngắm ngắm thật kỹ, ngắm đến khi nào mà anh em chắc chắn là cái lệnh đó, cái phát bắn của mình nó sẽ ăn được con chim đó, được chưa? Thì cái việc của mình đánh cũng vậy, mình cứ tìm những cái điểm nào mà nó đẹp nhất, những cái điểm mà ở điểm những cái vùng giá mà mình khó thua nhất, được chưa? Thì mình sẽ vào lệnh, một ngày mình đánh 1-2 lệnh thôi nó kiếm được 1-200 u rồi. Tài khoản em 10k, mua hold bị chia còn 5k. Xong em rút ra đánh future cháy hết, giờ em không biết nên làm gì. Mong anh tiên cho em lời khuyên, em cảm ơn. Sau khi mất 10k rồi em có rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân không? Có rút ra được những cái bài học gì sau những cái thời gian đấy không? Sau những lúc sướng em không thấy em hỏi, không thấy xin lời khuyên, mà bây giờ cứ cứ thấy anh em toàn cháy em bắt đầu xin lời khuyên không ạ? À? Lúc sướng chả thấy ấy gì, toàn lúc khổ bắt đầu đi gọi. Lúc sướng gọi mình hưởng cùng ấy. Nói chưa vậy thôi chứ với cái vấn đề của bạn ấy thì mình khuyên là nên 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 tức là mình khuyên bạn nên đầu tư cho mình cái thời gian mình học và mình tham gia một số vốn nhỏ lại. Tham gia một số vốn nhỏ lại, ví dụ như xác định là chơi future lâu dài đi, chơi future lâu dài, chơi margin lâu dài thì tham gia khoảng 100 u thôi, mỗi lệnh mình vào, tức là mình phải học cho mình những cái phương pháp, những cái cách chơi điểm sao cho nó đúng trước đã. Chứ bây giờ mình đảm bảo với bạn luôn, bây giờ mình khuyên bạn là rời bỏ thị trường đi, bạn sẽ không bao giờ bạn làm được. Bởi vì sao? Bạn bạn thua, với cái tâm lý của người thua lỗ, người ta sẽ thường hay cay cú và thường sẽ muốn gỡ lại những cái đó. Người ta thường hay vay mượn rồi đép vào để ấy thêm cái thứ này kia. Mình biết, mình hồi xưa mình cũng đã có thường từng có những cái suy nghĩ như vậy, mình hiểu. Tỷ lệ TNC tham gia bên future là bao nhiêu phần trăm tổng vốn? Mình để trong future, mình để chỉ để có 10% vốn thôi. Mà trong 10% vốn mình để đó, mình vào lệnh, vẫn có những lệnh mình vào nhiều lắm là 1% vốn. Còn không thì vào những cái lệnh mình vào thì có không phải mấy phần trăm vốn thôi.
kiểu em bị lòng tham, toàn lại không chốt xong lại lỗ. Đó, thế là em sai rồi. Em sai là em phải rút kinh nghiệm thôi. Em phải rút kinh nghiệm từ những cái sai đó thôi. Đó, tầm này đang có tin mà, hôm nay đang có tin ấy, từ giờ đến 11 giờ đêm nhưng có tin đó, anh em hạn chế chơi. Luna là cái con mà ảo ma nhất mình mua. Mình còn nhớ hôm đấy ấy, là buổi sáng sớm, buổi sáng sớm hôm đó là Ryan cho mua Luna ở 1 đô thì phải, mình không nhầm là 1 đô, 1 đô thì mình vào mình mua 15 ngàn, 15 ngàn đến xong bắt đầu mình làm việc các thứ này kia, xong đến chiều tối mình check, check phát là đâu thấy còn có 1-2 ngàn, à 1-2 ngàn, trong sáng hôm sau mình check lại thì thấy còn 0,000, không thấy số đô nữa, mình chỉ thấy không phải không không đô thôi. Và cái xong bắt đầu là mình còn xong bắt đầu mình lấy 10 u, 10 u mình mua thử cái Luna đó thì nó mua được số lượng là gấp đâu là gấp gấp 30 lần đấy phải, gấp 30 lần cái số vốn hôm qua mình mua mua 15k. Nhưng mà hôm đó mình lại mua con GAL, mình mua con GAL mình mua làm 20k con GAL thì mình lại ăn ăn mình như mình ăn được x2 x3 ấy. Đó. Ăn x2 x3 thì cái mình vẫn lời bình thường. Mình chỉ mất 15k cái tiền vốn ở con Luna thôi nhưng mà mình ăn được x2 x3 con GAL ấy. Em định vay vốn từ gia đình mà không biết nói làm sao cho mọi người hiểu. Anh khuyên em thật lòng là em không nên vay vốn để em chơi future, để em chơi crypto. Đó, nói chung là crypto. Em chỉ nên chơi với cái số vốn rảnh rỗi mà em có. Ví dụ như hàng tháng em lương của em 10 triệu hạn thì em chỉ nên bỏ ra từ 1 đến 2 triệu để em tham gia vào crypto. Còn còn cái vấn đề về vay mượn, vay vốn các thứ này kia thì anh không khuyến khích. Sếp đã bao giờ bị trường hợp thắng 3-4 lệnh mà khi stop loss một lệnh là âm tiền lại không ạ? À? Nếu gặp trường đó thì giải quyết ra sao? Có, mình đã từng có những cái gặp trường hợp rất nhiều. Kiểu như chơi không không theo không quản lý không tốt đấy. Cứ ví dụ như mấy lệnh đầu vào 1-2k xong lệnh sau kiểu mình cảm thấy tự tin thái quá, bắt đầu vào lệnh lớn hơn. Lệnh lớn hơn hoặc là những cái ấy sau nó không đúng phân tích của mình, xong gặp đúng stop loss nhưng mà mình lại không cắt. Thì mình cứ gồng ấy, thành ra nó sẽ bị lỗ nhiều hơn. Mình định mượn nhiều để mua support của 2023, 2024, khoản tiền đó không ảnh hưởng gia đình mình. Thế thì cứ vay thôi. Mình nghĩ là nhưng mà nếu như bạn xác định bạn vay ấy thì bạn cần phải có những kiến thức, những có những cái phân tích các thứ đúng đắn để xuống tiền đầu tư cái khoản đó. Còn nếu như mà bạn xác định bạn vay xong mà bạn cũng đi nghe người này người kia các thứ để bạn đầu tư thì mình nghĩ là không nên. Cho mẹ, trời, em vay mẹ 10 triệu mua BSX hồi đó biết tới crypto ha ha. BSX kiểu như hồi đầu cũng ăn ăn cũng hình như cũng có ăn nhưng sau cũng sầm mà lời. Ok chứ anh em. Anh em nào có những câu hỏi gì hay đâu hỏi đi để mình trả lời một thể, nếu còn không thì mình sẽ xin phép mình kết thúc buổi Zoom ở đây nhá. Hôm nay mình đi tập về hơi muộn, mình đi tập về hơi muộn nên là mình vừa mới ăn ăn tối xong thì mình vào mình Zoom mình nói chuyện với anh em, còn chưa tắm rửa gì, mình còn chưa tắm rửa gì. Xem BTC kìa, BTC lại múa kìa. Sếp có mở copy chơi không ạ? Mình không đánh copy chơi. Vừa 100 u thì lên đi lệnh thế nào cho hiệu quả, đánh lệnh 5 u một lệnh không, hoặc là 10 u một lệnh. Ok nhá, thì buổi Zoom hôm nay thì cũng đã được khoảng tầm hơn 1 tiếng rồi, thì hẹn anh em vào một buổi Zoom tuần sau. Hẹn anh em vào buổi Zoom tuần sau, có những câu hỏi gì thì anh em nhớ note lại nhá, xong để điền vào form ấy, mình sẽ trả lời ở form cho anh em. Ok chưa? Có những câu hỏi gì muốn hỏi thêm thì tag mình ở trong nhóm nhá. Nha anh em nhá, có những câu hỏi gì muốn hỏi thêm thì tag mình trong nhóm nhá. Bây giờ cũng 9 giờ, xin phép anh em là mình đi mình kết thúc buổi Zoom này, mình đi tắm rửa các thứ đã. Ok, bye anh em.